Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Thực hư tin đồn Nga mất toàn bộ lữ đoàn tinh nhuệ ở Vostochny. Nga tung đòn hủy diệt loạt kho vũ khí phương Tây của Kiev. Xung đột Nga-Ukraine dẫn thế giới đến thảm họa hạt nhân. Ukraine ra tối hậu thư cực gắt với lính Nga bị bao vây ở Vostochny. Quân đội Nga có thể đã mất toàn bộ lữ đoàn tấn công đường không độc lập số 83 tinh nhuệ trong cuộc tấn công vào lãnh thổ Vostochny ở tỉnh Kharkov, Ukraine. Theo nhà báo quân sự của Forbes, David Ax đã đưa tin, các cuộc tấn công qua biên giới của Ukraine của Nga bắt đầu từ ngày 10 tháng 5 nhằm vào mục đích đánh chiếm một vùng lãnh thổ sâu rộng để đưa pháo binh hạng nặng đến gần thành phố Kharkov, cách đó 40 km về phía nam. Tham vọng hơn, các chỉ huy Nga đã có thể hy vọng tiến quân vào chính Kharkov, nhưng cả hai điều đó đều không xảy ra. Trong vòng vài tuần sau cuộc tấn công bắt đầu, lực lượng khoảng 30.000 quân đội Nga đã tham gia chiến dịch Kharkov dường như đã bị sa lầy trong cuộc chiến đẫm máu tại thành phố Vostochny, chỉ cách biên giới vài km về phía nam. Và hiện tại lực lượng phòng thủ của Ukraine bảo vệ Vostochny bao gồm một số hoặc một phần của nhiều lữ đoàn cơ giới, thủy quân lục chiến và lính dù Ukraine được cho là đã đánh bại hoàn toàn một lữ đoàn lính dù tinh nhuệ của Nga. Một phóng viên Ukraine uy tín của bốt danh Nikolaev cho biết, lữ đoàn dù số 83 đã buộc phải rút lui khỏi Vostochny sau 3 tuần triển khai, nhưng phải hứng chịu thiệt hại nặng nề. Theo ông, toàn bộ lữ đoàn số 83 được khẩn trương rút về hậu phương vì hứng chịu quá nhiều thương vong và không còn khả năng chiến đấu. Nếu được xác nhận đây là một tổn thất đau đớn cho nhóm lực lượng phía Bắc mới của Nga, bao gồm khoảng 7 trung đoàn và lữ đoàn. Nhưng tổn thất của Nga ở Vostochny có thể trở nên tồi tệ hơn nhiều do có tin một tiểu đoàn, tức là hàng trăm binh lính Nga, đang bị mắc kẹt trong một nhà máy hóa chất ở trung tâm Vostochny trong suốt 2 tuần qua. Những người lính bị mắc kẹt có thể không tồn tại được lâu nữa bởi lực lượng không quân Ukraine đã ném bom lượn chính xác vào nhà máy hóa chất, dần dần biến nó trở thành đống đổ nát. Lữ đoàn dù số 83 từng là một lữ đoàn tinh nhuệ, một trong số hàng chục đơn vị có quy mô lữ đoàn trong quân đoàn dù 40.000 người của Nga trước xung đột. Gần đây nhất là vào năm 2019, lữ đoàn đã thực hành cuộc tập trận nhảy dù tham chiến cùng xe bọc thép hạng nhẹ của mình. Tại Ukraine, lữ đoàn dù số 83 chiến đấu như một lực lượng cơ giới với xe BMD, bánh xích và xe BTR, bánh lốp. Lữ đoàn đã chiến đấu ở khu vực phía Nam vào năm 2023 và vào mùa xuân năm nay đã tham gia vào cuộc bao vây của Nga nhắm vào thành phố Chasovia ở phía Đông. Khi Nga tấn công Vostochny, các chỉ huy Nga đã ra lệnh cho lữ đoàn số 83 tiến về phía Bắc. Những người lính dù đầu tiên của lữ đoàn dù số 83 đã xuất hiện dọc chiến tuyến ở Vostochny trước ngày 12 tháng 6 hoặc là vào khoảng ngày 16 tháng 6. Nhóm lực lượng phía Bắc của Nga đã có 17 lính dù từ lữ đoàn số 83. Một người điều khiển máy bay không người lái Ukraine với biệt danh Krestovster đã cho biết. Theo phi cơ này, lữ đoàn tấn công đường không số 82 của Ukraine đã tấn công lính dù Nga bằng súng cối, khiến 4 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Đó là một khởi đầu thảm hại cho lữ đoàn dù số 83 ở Vostochny. Sau đó, lữ đoàn đã triển khai lực lượng bổ sung. Đầu tiên họ triển khai một tiểu đoàn tấn công từ lữ đoàn 83 và chịu tổn thất. Sau đó họ triển khai phần còn lại của lữ đoàn. Tuy nhiên, 2 tuần sau, lữ đoàn dù số 83 phải gánh chịu nhiều tổn thất đến mức họ không còn khả năng tham gia trận chiến lớn nữa. Lực lượng này đã không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui khỏi chiến trường. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã thực hiện 17 cuộc không kích sử dụng vũ khí chính xác và máy bay không người lái tấn công hàng loạt nhà máy và trung tâm lắp ráp vũ khí phương Tây ở Ukraine. Trong khi các nhóm tác chiến phía Bắc liên tục tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của quân đội Kiev ở Kharkov. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra hôm thứ Sáu ngày 28 tháng 6, được truyền thông Nga trích dẫn cho biết, các lực lượng Nga đã thực hiện 17 cuộc không kích từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 6 bằng vũ khí chính xác cao và máy bay không người lái nhắm vào các cơ sở hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Tổ chức Công nghiệp Quân sự Ukraine, cơ sở hạ tầng các sân bay quân sự và trung tâm hậu cần thu gom vũ khí từ các nước phương Tây chuyển đến cho các lực lượng Ukraine. Bộ này nhấn mạnh thêm, lực lượng Nga đã tấn công các kho chứa để lắp ráp máy bay và máy bay không người lái, xuồng không người lái phương Tây viện trợ cho Ukraine. Các cuộc không kích cũng nhắm vào các khu vực triển khai tạm thời của quân đội Ukraine và lính nước ngoài. Bộ Quốc phòng Nga ngày 28 tháng 6 cho biết, các nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã liên tục tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraine và gây ra khoảng 1.560 thương vong cho đối phương ở khu vực Kharkov trong tuần vừa qua.
Cụ thể, quân đội Nga đã cho là gây tổn thất cho một lữ đoàn bộ thủy binh, quân lục chiến và 3 lữ đoàn phòng thủ của lãnh thổ Ukraine, với tổng số thương vong lên tới 1.560 nhân sự, 12 xe tăng chiến đấu bọc thép và 43 xe cơ giới. Ngoài ra, lực lượng Nga cũng đã phá hủy 33 khẩu pháo dã chiến của Ukraine, trong đó có 7 khẩu pháo do nước ngoài sản xuất, 3 trạm tác chiến điện tử Nota và Bukovan AD và 2 trạm radar phản pháo ANTPQ-50 do Mỹ sản xuất. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm tác chiến phía đông của Nga đã cải thiện vị trí chiến thuật và gây nhiều thương vong cho quân đội Ukraine ở khu vực phía nam Donetsk trong tuần qua. Bộ cho biết, các đơn vị nhóm tác chiến phía đông đã cải thiện vị trí chiến thuật của họ và gây thương vong lớn về nhân lực và trang thiết bị của 2 lữ đoàn Ukraine, 3 đội hình phòng thủ lãnh thổ và 2 lữ đoàn vệ binh quốc gia. Theo đó, Nga cho biết, tổn thất của quân đội Ukraine trong khu vực hoạt động của nhóm tác chiến phía đông là 930 quân nhân, 6 xe chiến đấu bọc thép, 36 xe cơ giới và 19 khẩu pháo dã chiến, trong đó có 6 khẩu pháo FH-70 do Anh sản xuất. Các nhà phân tích hạt nhân cho rằng, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine càng kéo dài và càng có nhiều hành động khiêu khích xảy ra trên toàn cầu, thì thế giới sẽ càng tiến gần hơn tới một thảm họa hạt nhân. Hồi tháng 1 năm nay, các nhà khoa học nguyên tử tiếp tục đặt đồng hồ ngày tận thế ở mốc trước nửa đêm 90 giây, giữ nguyên so với năm ngoái. Điều này cho thấy các mối đe dọa hạt nhân từ các cuộc xung đột Nga-Ukraine không gia tăng so với trước đây. Tuy nhiên, việc đồng hồ không di chuyển thêm không đồng nghĩa với việc các mối đe dọa đã được ổn định. Theo chiến dịch quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân, chi tiêu cho vũ khí hạt nhân trên toàn cầu trong năm 2023 đã tăng thêm 10,7 tỷ đô la Mỹ so với năm 2022, dẫn đầu là Mỹ chiếm tới 80% trong mức tăng đó. Ivana Nikolic-Hugis, Chủ tịch Quỹ Hòa bình Thời đại Hạt nhân và giảng viên cao cấp về hóa học tại Đại học Columbia, và Peter Kuznick, giáo sư lịch sử đồng thời là giám đốc Viện Nghiên cứu Hạt nhân tại Đại học Mỹ ở Washington cảnh báo rằng các mối đe dọa quân sự ngày càng gia tăng kết hợp với vũ khí tiên tiến mà các nước sở hữu hiện nay có thể khiến cho thế giới rơi vào một kịch bản không ai là người chiến thắng. Ngày 17 tháng 6, khi gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã xác nhận rằng 23 thành viên của Liên minh sẽ chi ít nhất 2% GDP cho quân sự. Ông cho biết rằng số thành viên NATO đạt mục tiêu này đã tăng hơn gấp đôi so với 4 năm qua. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây cho biết Nga đang cân nhắc thay đổi học thuyết hạt nhân, vốn được dùng để điều chỉnh và xác định các nước này sử dụng kho vũ khí hạt nhân khổng lồ. Ông cáo buộc phương Tây đang hạ thấp tiêu chuẩn sử dụng vũ khí hạt nhân, bao gồm cả việc phát triển các thiết bị hạt nhân có năng suất cực thấp. Tuy nhiên, ông không tiết lộ các điều chỉnh cụ thể đối với học thuyết hạt nhân hiện tại là gì. Chuyên gia Hughes và Kuznick đã cho biết phần đáng sợ nhất của hạt nhân là không thể làm lại và không có cơ hội thứ hai để xem xét lại một thỏa hiệp nhân đạo hơn, phi bạo lực hơn. Các chuyên gia đã đưa ra cảnh báo về thảm họa hạt nhân do những leo thang gần đây và bất ổn địa chính trị, bao gồm không chỉ xung đột giữa Ukraine và Nga, mà còn cả các mối đe dọa khác trên khắp châu Á và bạo lực tiếp tục ở Gaza. Bà cho biết xác suất này xảy ra thảm họa hạt nhân chưa bao giờ bằng không, đặc biệt là sau khi kho dự trữ ở các quốc gia khác nhau được tích lũy qua nhiều năm và vũ khí ngày càng tiên tiến hơn. Chuyên gia Kuznick cũng cho rằng rủi ro ngày càng tăng cao trong thời kỳ toàn cầu tương đối bất ổn. Ông đề cập đến việc quan chức Mỹ, quốc gia đã cung cấp cho Ukraine hơn 100 tỷ đô la Mỹ viện trợ, gần đây cũng bày tỏ lo ngại về việc Ukraine hồi cuối tháng 5 tấn công các hệ thống radar của Nga, vốn có nhiệm vụ theo dõi tên lửa hạt nhân. Ông Kuznick nói, chúng ta đang trên con đường dẫn đến thảm họa và có khả năng hủy diệt lẫn nhau. Tôi không thấy sẽ đạt được gì khi tiếp tục chiến đấu. Kiev sẽ không đẩy được lực lượng Nga ra khỏi Ukraine và Nga cũng sẽ không để điều đó xảy ra. Chúng ta đang thực sự ở trên bờ dốc trơn trượt nhất hướng tới thế chiến thứ 3 và thảm họa hạt nhân. Đó là điều mà tôi chưa từng thấy kể từ khi cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba. Ông Vitaly Saranchev, đại diện bộ phận thông tin liên lạc của nhóm tác chiến chiến thuật Kharkov của lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, họ vừa đưa ra tối hậu thư cho những binh sĩ của Nga bị mắc kẹt bên trong pháo đài Vovchan phải đầu hàng hoặc đối mặt với cái Thành phố Vovchan, điểm nóng chiến sự ở mặt trận Kharkov đang giao tranh dữ dội, vẫn tiếp diễn với tình hình bất ổn. Ông Vitaly, đại diện cho bộ phận thông tin liên lạc của nhóm tác chiến chiến thuật Kharkov cho biết, lực lượng Ukraine đã phải đưa ra tối hậu thư cho nhóm binh sĩ Nga đang mắc kẹt tại nhà máy tổng hợp Vovchan phải đầu hàng hoặc ra đối mặt với Trước đó, các nguồn tin của Ukraine tuyên bố từ hàng chục, thậm chí hàng trăm binh sĩ Nga đang bị cô lập, mắc kẹt và bị lực lượng Ukraine bao vây chặt bên trong nhà máy tổng hợp ở Vovchan.
Trong ngày qua, lực lượng của Nga đã tăng cường các hoạt động tấn công theo hướng Kharkov, tìm cách phá vỡ các tuyến phòng thủ của Ukraine, tiếp cận và giải cứu nhóm binh sĩ mắc kẹt. Trung đoàn xe tăng số 153 và sư đoàn số 47 của Nga đã nỗ lực tiến vào phía khu dân cư Vovchan, tuy nhiên quân đội Ukraine đã đẩy lùi các nỗ lực này. Các quan chức của quân đội Ukraine cũng đã báo cáo về giao tranh dữ dội xung quanh khu vực định cư Minoye, phía tây của thành phố Zaporozhye, nơi một lữ đoàn Nga đã bị lực lượng Ukraine tiêu diệt khoảng 95% binh lính sau các cuộc tấn công lớn. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 27 tháng 6 cho biết quân đội Nga không còn khả năng tạo ra đột phá trên chiến tuyến ở Ukraine. Ông Stoltenberg đã nói trong một cuộc phỏng vấn với AFP rằng họ đã rất cố gắng phát động lại các cuộc tấn công vào mùa hè và mùa xuân năm nay, nhưng cho đến thời điểm này chỉ đạt được những thành tựu nho nhỏ. Và chúng tôi không chỉ có một số hoặc lý do nào khác để tin Nga có đủ khả năng và lực lượng để tạo ra sự đột phá. Tổng thư ký NATO nói thêm, đồng thời cảnh báo Nga vẫn có thể sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo và duy trì chiến dịch không kích đang diễn ra. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Việt Nam Net. Xin chào và hẹn gặp lại!